Đây là giống hình dạng người ghê không mọi người? Ní cái chắp nó pina máu. À, cái con này sống ở trên núi nha mọi người. Đem về cái rửa bắt đầu cái ta chiên luôn. Đây. Nè. Béo lắm nha cả nhà. Rất là ngon luôn á. Ngon mà béo. Nhưng mà khi ăn quá ngon rồi. Béo lắm. Nhưng mà nếu mà ở Việt Nam mà có bán cái này nha, bán đắt trứng rộng quá. Rất là ngon. Ok nó ông. Ở đây là cái con tiếng Campuchia người ta kêu bằng cặp pin, mà cái con tiếng Việt á thì người ta kêu bằng con nhện nhện. Con nhện nhện nha, rất là ngon đấy luôn mà ông. Mui pram poan. Vô pi mà chẳng. Con là 5.000 tiền Campuchia là 25.000 tiền Việt. Hả? Bây giờ thì hãy thưởng thức cái con nhện nhện này nha. Tại vì bình thường mà ở Campuchia rất là nhiều con nhện nhện. Và đây là dế nè. Đây là con sâu nè, đây là trứng cúc nè. Vô nhông pi mới nhông xạ. Bây giờ thì ăn thử hai con nha. Hai con là 50.000 tiền Việt. Hello, xin chào tất cả anh chị em. Thi sẽ đến từ sân bay rồi. Bây giờ Thi sẽ đi vô chợ mới. Đây là tiếng Campuchia người ta kêu bằng Sa Thmey. Thì chợ ở đây là lớn nhất ở khu này, là nói chung là có nhiều chợ lắm, nhưng mà chợ này là từ đời xưa luôn, rất là lâu đời luôn. Là chợ Sa Thmey này thì nói chung là tập trung tất cả các bến xe là nơi đây, với lại mua vàng hột xoàn thì ở trong chợ này, với lại mua bán này nọ nữa, tất cả các người du lịch thì đến đây hết nha. Bây giờ thì sẽ đi quay vô bên trong cho tất cả anh chị em xem chợ Sa Thmey có những món ăn gì đặc sắc tại nơi đây. Tại vì Thi cũng đói bụng rồi, Thi sẽ tranh thủ vô trong kiếm đồ ăn ăn nha. Bây giờ mọi người hãy đi theo Thi đi nào. Tại vì chợ này cũng lâu rồi, Thi từ ngày về Việt Nam tới giờ Thi không có được vô. Thì bây giờ Thi sẽ quay cho mọi người xem chợ này có những gì đặc sắc và những khách du lịch đến ở đây. Ngày xưa Thi khổ quá là Thi đi làm việc ở đây nè, chợ kế bên nè, Xa Xô Dạ nè. Bây giờ Thi không có chỗ để đồ, Thi phải xách vô đây để chút nữa Thi đón xe về Siem Reap luôn. Đó, Thi sẽ đi vô đây ăn tất cả các món ăn ở chợ này nha. Đây là lía nè mọi người, lía Campuchia nè. Ba khía đâm gỏi đu đủ. Ba khía quá trời ngon luôn. Ba khía tươi nha, ướp rất là ngon luôn. Nhìn thấy thèm quá trời luôn rồi, dưa leo. Nè, đồ ăn mà người ta bán ở đây là nhiều nhất nè. Thì sẽ đi vô trong thì ăn. Ở đây là chỗ bán vàng hột xoàn. Cái khu này là bán vàng hột xoàn là ngay chính giữa chợ. Nhưng mà giờ đói bụng quá, giờ thì đi ăn trước cái đã. Rồi bắt đầu cái mình nói chuyện tiếp. Bây giờ thì đi kiếm đồ ăn nha. Trời, có bún riêu nữa kìa. Bún riêu. Thôi bây giờ thì vô ăn bánh lọt xào. Nè, có bánh xèo nữa nè. Đó, lạp xưởng nữa kìa, quá trời đồ ăn luôn. Bún năm chóc Campuchia kìa, bún ốc nha. Chấn động. Quá trời đồ ăn luôn. Xua tí mơ bon nữa lại nơi lột xa bộ. À, đây thì đi kiếm bánh lọt xào nha. Đây có nhiều món ăn lắm, bánh xèo, bánh cuốn, gỏi cuốn. Quá trời luôn rồi. Thì đi theo chồng mà thì kéo mấy cái qua ly vậy nè, đi vô chợ. Tìm trai đẹp nha. Chấn động luôn nha. Nè, chè. Chè Campuchia nè, Việt Nam hay Campuchia? Ở Việt Nam, chè Việt Nam. Chưa ăn, bây giờ đi ăn bánh lọt xào cái. Rồi bây giờ thì sẽ đi qua coi những cái món ăn khác. Đây nè, ngày mới tôi quay YouTube nè, đây YouTube này để coi nè. Đây món ăn Campuchia thì có rất là nhiều thứ, gà, thịt, nướng. Mà đặc biệt là cái chợ này á, là rất là đông người du lịch qua đây chơi. Ai ai cũng đi qua đây là ghé nơi đây ăn. Thì tất cả anh chị em nào mà qua đây ăn á, thì nói chung ra lựa quán nào ăn cũng được. Mà đồ ăn thì cũng không có mắc cho lắm. Trái cây có tất cả những món ăn luôn nha. Đây là nước mắm. Nước mắm này là người ta kêu bằng nước mắm co con, phải không? Tức đây co con. Nước mắm co con là giống như là cái tỉnh đó, người ta bán đồ biển á. Cái người ta làm nước mắm này nhiều nè, cho nên người ta chấm với đồ biển. Để chí nữa thì nếm thử coi, nếu mà được rồi thì làm luôn. À, bây giờ thì sẽ ăn bánh lọt xào. Bánh lọt xào tiếng Campuchia người ta kêu bằng lột cha. Lột cha ngon nha. Mà có mình bà này bán thôi. Bơ mà chua nó mình ta có lột cha mua ấy hả? Tất cả mọi người hãy đến nơi đây thì mọi người ghé vô tất cả các gian hàng. Đều những người Việt Nam, mọi người dễ biết lắm. Ai mà mặc đồ bông bông là người Việt Nam không à. Mà khỏi cần đâu, ví dụ sắp tới thấy ai Việt Nam mấy bà kêu luôn. Đó, là người ta mới biết người ta vô. Tại vì người ta không biết nói á, người ta không dám vô. Ha, có bao giờ kêu không? Kêu hả? Ừ, kêu vô là bán được à. Tại vì người Việt Nam qua đây chủ yếu là đi ăn. Nhưng mà đi ăn mà không biết nói chuyện thì cũng khó. Giống như thì biết rồi. Thì tất cả anh chị em đến chợ này thì cái dãy này đồ ăn rất là nhiều nha. Ok, cảm ơn tất cả anh chị em. Bây giờ mọi người hãy đợi thì trong giây lát thì sẽ quay cho tất cả anh chị em xem nha. Sau đây thì sẽ ăn bánh lọt xào xong rồi thì sẽ ghé tiệm chè của người Việt Nam. Thì tất cả loại chè này thì nhớ về cái ngày xưa của Thi á, lúc Thi mới có 10 tuổi mẹ Thi làm chè thì Thi đi bán. Đây có nhiều loại chè và Thi sẽ giải thích cho tất cả anh chị em. Đây là chè xôi nước. Ở Việt Nam thì kêu bằng chè trôi nước. Còn ở đây là hạt lựu, nhưng mà hạt lựu ở đây có đa màu nha, đa sắc màu, phải không? Thạch gâu câu. Với lại cái này là nói chung ra tất cả các loại chè, bánh đa, bánh đúc, bánh lọt dai đó. Còn cái này là
đặc trưng nhất là chè Campuchia, là cái này là trứng, trứng vịt nha, người ta lấy lòng đỏ người ta làm chung với nước đường. Thì Thi cũng đã từng biết đây là trứng vịt hết đó. Còn cái này chè tàu sọn, còn cái này là tất cả các món ăn thì mọi người cũng đã biết là chè thốt nốt với lại chè dưa gan. Thì rất là dễ luôn, những tất cả các chè các món này rất là dễ, nhưng mà vì Campuchia người ta thích ăn cái kiểu này, cho nên người Việt Nam sống ở đây cho nên làm theo cái kiểu của những người Campuchia. Tuy là mình người Việt Nam nhưng mình ở đây mình quen cái khẩu vị ở đây, mình làm theo ở đây thì mình mới bán được. Thì thôi bây giờ Thi sẽ thưởng thức một cái chén chè, đó chính là chè nếp sầu riêng. Thật ra sầu riêng Campuchia rất là nhiều luôn đây, cho nên là những người bán chè thì có thể là mua sầu riêng các nơi các chỗ. Sầu riêng Campuchia là chỉ có sầu riêng Kompot là sầu riêng nổi tiếng nhất tại đất nước Campuchia. Vì người dân Campuchia bán sầu riêng rất là nhiều, nhưng mà bán mà cái khu du lịch như vậy là người ta lựa sầu riêng đạt chuẩn và ngon, người ta sẽ bán ở đây. Thì tất cả anh chị em cũng thấy nha, nhiều các món ăn, các gian hàng, tất cả anh chị em có thể đến gian hàng nào cũng được. Cả nhà đến tới Campuchia thì nói chung là trà đá là người ta cho uống miễn phí. Còn tất cả các nước mà đóng chai thì đều tính tiền. Thì cả nhà đến với những các gian hàng ăn uống thì mọi người rất là dễ tìm người Việt Nam, vì đất nước Campuchia là người Việt Nam rất là đông. Những cái nơi mua bán mọi người dễ lắm, khỏi cần sợ đâu, đi tới đâu cũng thấy người Việt Nam nha. Cho nên là chỗ nào mà đông đúc là sẽ có người Việt Nam. Thì cho nên là Thi mong là tất cả anh chị em muốn đi du lịch Campuchia, muốn đi du lịch Campuchia thì mọi người hãy đến với tất cả các chợ đều ăn uống có người dân Việt Nam hết, cho nên đừng lo sợ về tiếng hoặc là giống như là mọi người nói chuyện này nọ, mọi người cứ đổi tiền ra tiền đô đó, tiền đô, xài đô hết luôn nha. Tất cả các gian hàng đều xài tiền đô, ở nơi đây là xài tiền đô được hết, và xài tiền không xài tiền Việt thôi, xài tiền cam và tiền đô đó. Rồi bây giờ Thi sẽ ăn rồi, chén chè rất là ngon nha và rất là béo, đậm vị. Đối với Thi thì Thi rất là thích chè này, 98%, rất là ngon. Sau đây Thi sẽ ăn chè và ăn tất cả các món ăn ở chợ này rồi, xong hết rồi. Thì bây giờ Thi sẽ tạo tạm biệt ở chợ này, Thi sẽ đi qua kiếm những món ăn khác, đó chính là đồ chua. Đó, thì mọi người đến nơi đây thì rất là dễ tìm đường để đi ăn. Cảm ơn bà chủ quán chè nha, cảm ơn anh nha. Hẹn gặp lại, cảm ơn chị rất là nhiều. Và tất cả anh chị em nào muốn ăn chè thì đến nơi đây ăn chè nha, trong chợ này rất là vui. Và nhiều món ăn hơn nữa, cảm ơn nhiều, bye bye. Bây giờ Thi sẽ đi ra ngoài, Thi sẽ kiếm xe đi. Họ có mình, không đôi mà xinh, không có lăng chiên. Ý là Thi nói ổng nói ông già, không kêu ổng đâu mà đi kêu trẻ. Thì nói Thi thích trẻ. Trời đang chuyển mưa nha cả nhà. Thôi bây giờ Thi tạm biệt chợ Sa Tha Mây, rất là đông đúc, và nơi đây là bến xe đi các nơi các tỉnh. Cho tất cả anh chị em nào mà muốn đi tỉnh về Campuchia thì đây là bến xe. Thì thôi bây giờ Thi sẽ hướng lên đi xe đi lại chùa núi ăn đồ chua nổi tiếng nhất tại đây. Hello, xin chào tất cả anh chị em. Thi đang hiện tại là đang ở Campuchia, nhưng mà Thi đang ở tỉnh này là tỉnh Kampong Thom. Thì Thi đi ngang đường, Thi đói bụng rồi Thi mới ghé mua cái bánh mì. Và Thi sẵn tiện rồi Thi quay một cái con đường này cho tất cả anh chị em. Đây có cái hẻm này à, ở đây là nơi này là tiếng Campuchia là người ta nói là đầm Rey Chon Kla. Thì cái năm 2002 á, là mẹ Thi á, Thi kể cho mọi người nghe một cái lịch sử ngay cái đường hẻm này nha, ngay chỗ ngàn này luôn. Thì ở đây nè, ngay cái nhà này luôn nè đó. Thì kể cho mọi người nghe, lúc đó ba Thi có vợ mới. Thì ba Thi ở bên Swai Sisapon. Cái bắt đầu cái mẹ Thi khổ quá, mẹ Thi bệnh nữa, không có tiền. Cái mẹ Thi mới đem Thi gửi cho ba Thi. Cái ba Thi gửi Thi sẽ ở chung với cái người mà vợ sau của ba Thi đó. Cái bắt đầu cái ba Thi thấy không có hợp, ở chung không có hợp, Thi ở chung không có hợp với mẹ ghẻ, dì ghẻ. Sau này cái ba Thi mới đem Thi đi lên gửi lên đây, gửi lên ngay chỗ cái khách sạn đó, cái nhà trọ cái bảng trắng trắng đó đó. Thì ở trong đó thì kể cho mọi người nghe, thì cái đó là hai vợ chồng người đó là làm thuê cho mẹ Thi năm 1999 trở đi. Nhưng mà khi mà năm 2002 thì mẹ Thi lên lại Campuchia. Thì ở bên Campuchia thì mẹ Thi không có tiền, mẹ Thi gửi ba Thi, ba Thi mới, hai vợ chồng người đó mới ở đây đi bán sữa đậu nành. Cái mẹ Thi á, ba Thi á mới đem Thi gửi lên đây, xong bắt đầu cái ba Thi ở đây, xong bắt đầu Thi ở đây mấy tháng. Mà lúc đó Thi mới có 11, 12 tuổi à. Nè mấy cái người này vẫn còn bán tới giờ nha mọi người. Đây, mấy cái cô này vẫn bán nha, mấy cái bà bán chè này là bán từ lúc mà thời Thi còn nhỏ tới bây giờ luôn. Ôm luôn nè, đi du sao mấy thời ấy ôm. Lụa du bán từ năm 1982, quá lâu luôn. Cái nó muốn nhung nơi cả lại te hắn nè, te luôn năm pa cái nơi lụa ấy. Lụa ai hả? À, ta chụp nơi nữa ấy hả? Ở cái nhà của cái cô mà hồi đó mà Thi ở đó, bà bán mất tiêu hết rồi, bà nghỉ ở rồi đó, cái nhà đó, khách sạn đó đó. Thì ngày xưa Thi ở đây nè, Thi ăn đồ của ăn của mấy người này nè. Thì ở đây á, bắt đầu cái ba Thi mới gửi cho Thi ở đây, xong ba Thi mới cho Thi một ngày 1.000 tiền Campuchia.
có 1.000 Campuchia, 5.000 tiền Việt rồi nha. Cái thời đó đó mà Thi nhát heo, mà lúc đó thì ở đây nè, thì ở chung với hai vợ chồng người đó, thì người đó đẩy xe đi đi bán sữa đồ nành, đi bán sữa đồ nành tới chợ, từ đây đi ra tới chợ đó, ngay đó đó, ngay bùng binh đó đó là chợ á, đi ra bán sữa đồ nành tới chợ. Thì ở đây là cái hình con voi với con cọp là đầm rẫy John Kla, đây nổi tiếng luôn. Thì kể mọi người nghe, một ngày cho thì có ngày thì nhát heo mà thì đi ra ăn bánh cống ở đây nè, ăn bánh cống chiên á đó, cái hẻm đó đó, buổi sáng bán ngay đó đó. Hồi xưa không phải vậy đâu nha, cái đời đó năm 2001, năm 2002 ở đây vắng que à, bây giờ đông quá trời quán luôn. Thôi bây giờ thì kể lịch sử tí xíu cho mọi người nghe thôi, để cho mọi người biết là ngày xưa nghèo khổ ông trời cũng đẩy đưa, nhưng mà nói chung là đẩy đưa đi tới đâu cái số phận của Thi á, giống như là bị ăn đòn là nhiều, bán sữa đồ nành phải về chà nồi rửa chén mà chà không được, hết đánh nhéo Thi. Nhưng mà Thi sợ là cái người đó đang xem clip Thi á, cho nên là nói chung ra thì Thi cũng không có buồn gì, nhưng mà nhớ về số phận thì rất là tuổi thơ á, rất là buồn. Nhưng mà bây giờ Thi có rồi, cho nên là Thi muốn kể về sự tích cho mọi người nghe thôi. Nhưng mà những người đó vẫn xem clip của Thi nha, vẫn biết cái đó là biết ai không. Thì bây giờ Thi sẽ mua bánh mì ở nơi đây rồi Thi đi về. Thì vì cái đường này là Thi ở nè, Thi nhớ tới bây giờ luôn. Mà lúc đó ở đây cực lắm nha, đẩy xe đẩy mỗi sáng đi bán sữa đồ nành, đi dài xa tới chợ nó khổ lắm. Nhưng mà ở trong đây có người Việt Nam ở nha mọi người. Ba Thi lên đây là ba Thi quýnh ba tiếng sắt hồi xưa á. Bây giờ Thi đi ngang đây cái Thi muốn rơi nước mắt luôn á. Đẩy xe mỗi buổi sáng đi về, đi bán xong chiều về phải rửa sạch mấy cái chai sành, với lại hả phải chà nồi cho trắng, chà không tránh là bị nhéo lỗ tai, bị đánh. Thôi bây giờ Thi đi nha, Thi lên xe, tại vì Thi đi nửa đường rồi, còn 3 tiếng đồng hồ nó mới tới Siem Reap. Thì Thi đang ở thành phố Phnom Penh mà đi qua tới đây nãy giờ 3 tiếng rồi đó, giờ đi 3 tiếng nữa mới tới nha. Thôi bây giờ mình chuẩn bị lên xe nha, mua bánh mì. Đây là đây mua bánh mì nè, bánh mì Campuchia ăn thử. Ở đây là cặp phung thung nha mọi người, cũng vui lắm, cũng nhộn nhịp lắm. Thì từ đây đi lên tới Siem Reap là cỡ 6 tiếng đồng hồ đó, 5 cho đến 6 tiếng. Vì không có cái chuyến bay đi nha, không có chuyến bay đi thì Phnom Penh, cho nên Thi phải ngừng Phnom Penh, Thi sẽ quay phim cho tất cả anh chị em xem đó. Bây giờ ngừng theo đường nè, tại vì ông tài xế ông đòi ăn, ông nói bụng. Rồi Thi mới nói thôi ăn đi, tôi mua cho ăn đó. Từ đây ra chợ gần bên nè, Thi muốn đi chợ ghê. Thôi nữa bố. Ta. Thì bánh mì Campuchia thì nói chung ra Thi rất là thích. Vì sao? Vì nó có gỏi đu đủ. Gỏi đu đủ này là người ta biết sao không, đu đủ bào nhuyễn, trộn đường, bột ngọt với là nước mắm, với lại miếng giấm, với lại dưa leo, xong người ta ăn chung kèm với bánh mì. Đây thì Thi sẽ ăn nha. Thật ra là ngày xưa Thi khổ, Thi ở đây ha, Thi nói thiệt với mọi người luôn á, những cái hồi nhỏ tại vì khổ quá rồi, ba mẹ Thi chia tay cũng khổ quá, cho nên phải đành Thi phải đi ở với người ta. Ở với người ta xong bắt đầu cái kiểu như là, mà lúc đó Thi còn 11 tuổi, không biết rửa chén rửa nồi á, mà đi bán sữa đồ nành nhiều lắm nha mọi người, bán đắt lắm, sữa đồ nành làm ngon lắm luôn á. Đây nè, ở đó khổ á, 11 tuổi mà không có tiền, muốn ăn cháo ở đây lắm nè. Cái khách sạn này nổi tiếng lâu rồi đó, muốn ăn cháo ngay cái nhà này nè, cháo nổi tiếng đó. Đi bộ này lại đi lụa đá cho nó bông nè. Ba tôi mua cho tôi cái chiếc xe đạp, tôi kể cho nghe nha, có 30 đô à. Mà tôi chạy ra ngoài chợ này nè, tôi chạy qua chợ tôi mừng dữ lắm luôn, tôi mừng á. Lúc đó là mới lần đầu tiên mà có chiếc xe đạp chạy á, mừng cực kỳ mừng luôn. Bắt đầu cái xe nó đụng tôi, má ơi, nát hết chiếc xe luôn, nghỉ chạy luôn, xu vậy sợ. Bây giờ tôi nói nghèo nó xui lắm. Ôi tật là cái này bông nè. Mà nói chung ra ha, cái thời nhỏ kể cho mọi người nghe nha, không tưởng tượng mà nó khổ. Mà tại vì mẹ Thi á, Việt Nam á, đi về Việt Nam năm 1999, năm 2001 mới lên đó, lên tới Campuchia xong rồi bên ở bên Sipai Sipol á, biết ba Thi bên đó có vợ bên đó, cái xong cái ba Thi biết ba của Thi á mới biết là mới đem lại mấy cái nồi á, mấy cái nồi mà của ngày xưa mẹ Thi mở quán, nó đem lại đưa cho mẹ Thi. Thật ra là cái người vợ sau của ba Thi á đang xem Thi mỗi ngày trên clip. Hồi bữa mấy đứa con của cổ á, mấy đứa con của mà vợ sau ba Thi đó ghé quán gọi đồ đủ ăn đó, 4-5 người lại ăn, cho nên Thi cũng không có buồn gì hết. Nhưng mà Thi muốn chia sẻ là về cái sự thực tế á, để cho mọi người biết về cái hoàn cảnh mà ba Thi. Thật ra là ba Thi nếu mà tổng cộng mà có vợ là tổng cộng là 4 người vợ. Thì cho nên kể lại cho nghe thôi, để cho mọi người biết cái sự tích của Thi mà Thi đi ở tứ xứ, không phải là riêng là mình sanh ở đó là mình ở đó. Thi là ở, nói chung là ở muốn nát cái nước Campuchia luôn rồi đó. Nói chung về đất nước Campuchia này ha, nói thiệt luôn á, ở là muốn hết tỉnh luôn đó mọi người, nói thiệt luôn á. Siem Reap, Cặp Phung Thum là hồi nãy đó, thấy không, Spicy Phone đi gần Thái nè, Poi Pát nè cũng ở nè, Thái cũng ở nè, rồi xong rồi bắt đầu cái Phnom Penh cũng ở nè. Nói chung là Thi đi ở rất là nhiều nơi luôn. Còn về thành phố Campuchia, ở đất nước Campuchia chỉ có 24 tỉnh nè, mà Thi đi nói chung ra là Thi đi cỡ 20 tỉnh là Thi biết.
khổ mà khó diễn tả được. Nếu mà tới mà diễn tả được như muốn rơi nước mắt. Khi mà diễn tả được, nói chung ra là nó rất nhiều về cái kỷ niệm. Nhưng mà kể thì mọi người nghe không có mờn tượng được. Cho nên là Thi sẵn tiện đi rồi quay một cái kỷ niệm ngay chỗ này chỗ kia, ngay chỗ nào mà Thi từng ở thì sẵn tiện thì đưa luôn, đưa quay luôn. Chứ thật ra nếu mà cho quay hết cái đất nước Campuchia này mà Thi ở, thì ở rất là nhiều nơi luôn á. Ở rất là nhiều. Ở từ đây qua tới Poipat tới Thái luôn á. Chấn động luôn. Thôi bây giờ nói chuyện với tất cả anh chị em đã trò chuyện rồi, bây giờ mình để chờ thời gian tối nay để có những gì hấp dẫn ở tại thành phố Siem Reap và những khu phố đi bộ thì Thi sẽ ăn hết bánh mì nha, để cho ekip Thi ăn. Bây giờ hẹn gặp lại tối nay 9 giờ 10 giờ tối đêm nay.